Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ôi trời ơi mấy bạn ơi, mình đang ở chỗ nào thế này? Các bạn ơi, các bạn đang xem video này, các bạn nhớ qua bên kênh của gọi là Sammy với tất cả các thành viên của Hero Team, mấy bạn bảo rằng là anh Phong đang bị bắt cóc để mọi người đến giải cứu mình nha. Chứ hiện tại là mình không biết mình đang ở đâu hết các bạn ơi. Bạn biết sao không? Đây bạn nhìn xung quanh người của mình nè. Đấy, mình hiện tại đang bị bắt nhốt ở trong một căn phòng. Trời ơi mấy bạn ơi, chỗ này là chỗ nào vậy trời? Ôi, nhìn nè. Đây là một căn phòng vô cùng gọi là dơ luôn bạn ơi. Thật sự mình không biết nhà phòng này phòng của ai mà ở dơ dễ sợ luôn trời. Cái gì đâu mà đồ chơi vứt lung tung nè. Rồi còn cái giường ngủ này nó có màu tím. Ủa, màu tím là màu của con gái mà ta. Tại sao mình lại ở trong cái phòng này ta? Rõ ràng là hồi tối hôm qua, sau khi mình quay video cho bạn fan xem xong thì mình đã lên trên giường ở nhà mình ngủ. Cái đến khi mình tỉnh dậy thì mình lại phát hiện mình đang ở trong căn phòng này các bạn ạ. Cái gì vậy? Ủa, có chuyện gì đang xảy ra vậy ta? Có khi nào mình lại tiếp tục bị dịch chuyển đến một cái gia đình nào đó không ta? Cũng đáng nghi lắm nha các bạn nha. Tại vì á, bình thường á, ở trong làng heo tim dạo gần đây nó đang có cái mấy cái trend kiểu như là ngủ một giấc xong sáng thức dậy biến thành gọi là mình là con của trong một cái gia đình nào đó các bạn. Ở mấy bạn nào xem video của heo tim thì chắc các bạn cũng biết. Mình đang nghi là hôm nay mình đã biến vào trong gia đình của phù thủy các bạn ơi. Các bạn biết tại sao mình lại đón về không? Tại vì bạn nhìn bộ đồ của mình mặc nè. Đó, đây là bộ đồ phù thủy các bạn ạ. Chính vì như vậy cho nên mình nghĩ rằng mình đang ở trong nhà của phù thủy. À, có khi nào mình đã trở thành một ngày làm con của phù thủy không ta? Để mình xem thử nha. Ra ngoài thử xem coi. Cái phòng này không biết phòng của mình hay không mà nó dơ quá các bạn ơi. Ok, đi ra ngoài xem thử. Tôi không biết nhà là nhà của ai, nhưng mà nhìn cái nhà nó có mạng nhện đó bạn, nhìn nè, mạng nhện đóng đầy ở trên nhà thế này thì chắc chắn là chỉ có phù thủy thôi bạn ơi. Để mình đi xuống dưới xem thử nha. Phải đi thật là chậm chậm thôi, không thôi là tí nữa mà gây tiếng động, lỡ trong nhà nó có quái vật hay gì sao. Ok, đi xuống xem thử. Ui, ai kia? Ủa, ai vậy? Ui, cái bà kia, bà chính là ai? Trời đất ơi, con trai yêu dấu của ta, con dậy rồi hả? Trời đất ơi, hôm nay đẹp trai dữ con. Hả? Cái gì mà con trai? Ủa, vậy là đúng rồi các bạn ơi, mình biết ngay mà. Hôm nay mình lại tiếp tục trở thành con của một cái gia đình nào đó rồi. Mà gia đình hôm nay chắc chắn là gia đình phù thủy rồi các bạn ơi. Tại vì nhìn kìa, người của cái cô này đang mặc một cái bộ đồ phù thủy luôn các bạn ơi. Hả? Ủa, con trai con đang nói gì vậy? Dạ, cái gì, con trai hả? À, vậy có nghĩa đây chính là mẹ của mình đó bạn ơi. Thôi, được rồi. Nếu như mà ngày hôm nay số phận đã an bài cho mình gọi là một ngày làm con của phù thủy thì mình sẽ thử xem coi một ngày làm con phù thủy có thú vị không nha các bạn nha. Vậy là đây là mẹ mình đúng không ta? Mình phải diễn mới được. Dạ, con chào mẹ. Ôi, sáng sớm dậy chưa kịp đánh răng nữa, nhớ mẹ quá, xuống đây thăm mẹ nè. Trời đất ơi, con trai thiệt tình đó, ngày nào cũng chạy gặp ta nói vậy, trời quỷ à. Ủa, mà sao tự nhiên con thấy nhà của mình hôm nay lạnh quá mẹ, tính ra là Noel, đúng rồi, Noel thì phải lạnh chứ, nhưng mà sao tự nhiên hôm nay là cảm giác nó lạnh ơi là lạnh, lạnh một cách lạ thường luôn á. Đâu để mình ra ngoài xem lạnh coi. Hả? Ủa, đương nhiên rồi. Ôi, cái gì vậy? Ủa, cái gì mà, trời cái gì vậy? Nhà của mình. Ồ, hôm nay có vẻ trời hơi lạnh xíu thôi, con thông cảm nha. Nhà mình hơi cao mà con, trời ơi. Ủa, mẹ ơi, bộ nhà của mình là nhà của gia đình phù thủy cho nên là phải bay trên trời như thế này hả mẹ? Đúng rồi con, bởi vì chúng ta là những phù thủy quyền quý, chúng ta phải sống ở trên trời. Trời ơi bạn ơi, là những sự bất tiện nữa. Cao quá trời cao luôn á, trời ơi tôi sợ độ cao lắm mấy bạn ơi. Vậy mà nhà của tôi nằm tuốt trên trời, trời đúng là gia đình phù thủy, cái gì cũng lạ hết trơn á, nhà mà nằm ở trên trời. Con trai, vô đi coi chừng cảm lạnh giờ, bây giờ ngoài này lạnh lắm. Dạ. Ui, vô nhà, trời ơi, đen Noel cho nên trời lạnh quá bạn ơi. Nhưng mà mẹ ơi, con lạnh quá con chịu không nổi không? Nhà mình có... Lạnh hả? Nhà mình có điều hòa hay gì không? Bật lên cho đỡ lạnh hả? Ôi. Điều hòa? Thế là cái gì vậy? Trời đất ơi, con này thiệt tình á. Chúng ta là gia đình phép thuật mà, cần gì cái đấy? Đây, đợi ta xíu. Sao? Đấy, chá. Đợi ta xíu nha. Wow, mấy bạn ơi, bạn nhìn nè. Mẹ mình là phù thủy cho nên là mẹ mình có thể biến được lửa nè bạn. Ui hay quá vậy mẹ. Ui âm quang quá, con quang quá. Cẩn thận nha. Ủa? Chưa. Thấy chưa? Ủa có gì đâu mẹ. Ta lầm lộn, lầm lại thêm lần nữa. Đây. Cái gì vậy? Chà. Ủa có gì đâu mẹ? Cái gì vậy? Thấy gì đâu ta? Thì ta để ta lầm lại qua trời quê quá mọi người ơi. Chà.
Wow, cháy nè, cháy nè. Trời ấm quá, ấm quá. Ấm quá. Đó. Dạ, ấm rồi. Trời ơi bạn ơi, đúng là gia đình phù thủy. Mẹ của mình có phép thuật có thể biến ra được lửa nè. Ơ mà khoan, nếu là như vậy thì tất nhiên mình cũng phải có phép thuật chứ. Tại vì mình đang là một ngày làm con của phù thủy mà ta. Đâu để mình thử nha. Ủa mẹ ơi, làm cách nào để biến ra được phép thuật vậy mẹ? Đơn giản mà con chỉ cần sử dụng suy nghĩ của con, nghĩ tới phép thuật thì con sẽ làm được. Đơn giản mà. Hóa ra dễ gì luôn hả? Vậy là bây giờ mình chỉ cần nghĩ đến phép thuật là mình có thể biến ra được phép thuật hả? Ok, để suy nghĩ coi. Phép thuật. Ui, ủa cái gì đây? Nó hiện cái bảng gì trước mặt mình nè các bạn. Đâu, để mình thử coi dùng cái phép thuật được không nha. Ủa sao con không dùng được gì vậy? Ủa mẹ ơi, con có dùng được đâu? Trời đất ơi, con phải suy nghĩ một cách rất là thấu đáo và dùng hết tâm của mình để sử dụng phép thuật. Ok, rồi con suy nghĩ thử nha. Đấy, suy nghĩ kỹ. Ui, wow. Được phép nè con trai. Ủa mà khoan, tại sao mẹ của mình là phép thuật lửa mà mình lại là phép thuật nước? Ta mình biến ra nước nè bạn. Hay nha, từ để coi còn cái gì khác nữa không. Ủa cái này là gì đây? Trời ơi, mình bắn ra nước. Trời ơi, cái gì cơ vậy? Wow, hóa ra phép thuật của mình là nước các bạn ơi. Ừ đúng rồi, mình là cá heo mà. Hơi bị hay luôn nha. Ui, tính ra hay quá bạn ơi. Hóa ra mình lại là phép thuật nước, còn mẹ mình là phép thuật lửa. Ui, đúng là gia đình phép thuật. Ủa mà khoan mẹ ơi, cho con hỏi nè coi. Ngoài con ra với mẹ thì còn gia đình mình còn ai nữa không? Trời đất ơi, con trai này hỏi gì kỳ vậy? Chúng ta sống mấy năm rồi mà con hỏi câu lạ vậy con? Trời đất ơi, đương nhiên là ta có con. Có ta với có ba với có em gái của con nữa. Đấy. Thì ra là trong gia đình này không chỉ có mình mà còn có cả ba mình và một người em gái nữa bạn ơi. Thôi được rồi, vậy thôi để con kêu ba với em gái xuống ăn sáng nha mẹ. Thôi con nên kêu hai người đó xuống đi. Dạ vâng. Hai người ngủ gì mà buồn dữ rồi trời. Không biết là ba của mình với lại là em gái của mình sẽ như thế nào ta. Đâu để mình vào xem thử nha các bạn nha. Để mình xem coi phòng nào là phòng của em gái ta. Ủa khoan, cái phòng này phòng của mình rồi. Phòng này của mình mà sao nó dơ dữ anh chạy. Trời, không ngờ mình lại ăn ở bừa bộn vậy luôn á. Còn phòng này hình như phòng này không phải là phòng của em gái mình rồi, tại không thấy em gái mình đâu hết trơn á. Hay là phòng này ta? Ủa phòng này có không phải luôn. Ủa vậy là phòng nào nha? Khoan, thường thì phòng của em gái sẽ kế bên phòng của gọi là anh trai, phải ở phòng này không ta? Đúng luôn rồi nè, trời ơi, làm từ nãy đi kiếm mệt cũng chết. Ê, ủa gì đây trời ơi? Sao em gái mình gọi là có siêu năng lực hay vậy? Quên, em gái mình là có phép thuật mà. Trời ơi, bạn nhìn nè, em gái của mình ngủ mà không nằm trên giường nữa bạn ơi. Em gái mình bay lơ lửng luôn nữa bạn. Cái gì mà ghê quá vậy? Ngủ mà bay được luôn. Wow, đúng là gia đình phép thuật. Trời ơi, xịn quá. Em gái ơi, em gái. Nè à, em hai cho ngủ xíu thôi. Trời ơi, ngủ cái gì mà ngủ? Giờ này gọi là chưa trời chưa chật, 12 giờ sáng rồi. 12 giờ trưa luôn rồi chứ sáng gì nữa. 12 giờ trưa rồi mà còn ngủ gì nữa. Dậy đi, nhanh lên. Dậy xuống mẹ kêu cả. Trời ơi, cho em ngủ 15 phút nữa. Chỉ chứ 15 phút nữa là anh đi ra ngoài rồi mẹ em đây. Trời ơi, thời luôn á. Đúng là gọi là em gái phù thủy bạn ơi, cứng đầu quá trời đất. Thôi dậy đi một tí nữa anh hai ra ngoài siêu thị anh hai mua đồ chơi cho được không? Không thèm mấy cái đồ chơi của con người ấy sống mù à, không thèm. Không thèm hả? Không thèm đồ chơi hả? Không thèm đồ chơi cho gì vậy ta? Phù thủy thích gì nha? Thôi được rồi, một tí nữa anh hai dạy phép thuật cho được không? Dạ, phép thuật. Anh hai biết phép thuật gì? Trời ơi, anh hai biết phép thuật ta hợi nước á, hơi bị ghê luôn á, tí nữa hai chỉ cho. Ồ, ghê quá vậy. Đó là em mới biết phép thuật hệ không khí rồi, anh biết hệ nước luôn đầu dưới vậy. Đúng rồi, anh mà. Thôi được rồi, bây giờ em xuống dưới đi, mẹ đang đợi bọn mình xuống ăn sáng kìa, nhanh lên. Anh đang nữa hả? Trời ơi, anh hoài, em biết rồi, anh xuống trước đi, em tạo nữa, em xuống, em còn đánh răng, rửa mặt, chạy đầu, chạy tóc, mặc quần áo, rồi các thứ nữa, anh xuống trước đi. Trời ơi, phù thủy mà cũng điệu quá ha. Rồi ok, thôi được rồi, để anh xuống trước nha, tí nữa nhớ xuống nha, thôi mẹ la anh á. Ok. Dạ. Trời. Tính ra mình mới vừa nó dạ cái xong nó nằm nó ngủ tiếp hay gì mình nghe tiếng nó ngáy các bạn ơi. Thôi kệ đi, em gái cứng đầu quá. Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ qua bên tới phòng của ba mình nha các bạn nha. Không biết phòng ba mình là phòng nào ta. Hồi nãy là mình đi hết mấy cái phòng này nè mà không phải phòng của ba mình nè, không biết phải phòng này không ta. Ở phòng này cũng không phải, không thấy ba mình đâu hết trơn á. Hay là phòng này ta. Phòng này chưa kiểm tra nè. Ui da, ủng bà là à bà là chóp, ta cũng khiêu vũ như đêm em bồ. Ủng bà là à là bà chóp, cùng thiêu vũ như điệu mambo. Ủa, hình như là có một cái người nào đó ở trong đó bạn ơi. Có khi nào đây chính là ba của mình không ta? Đâu để mình đi xem. Đúng rồi. Trời ơi, quái vật, quái vật.
quái vật, trời ơi kinh dị quá. Ủa hình như là ta vừa mới thấy con trai của ta hả? Đúng rồi con trai, lại đây ba ba cho con trai coi cái này là con trai. Hả? Cái gì? Ba ba hả? Ôi trời. Ôi trời ơi mấy bạn ơi, ba ba của mình mà sao nhìn cái mặt thấy ghê quá vậy? Ủa cái này nhìn ok chắc là ba ba của mình thật. Gì con trai nói gì đó, con trai nói gì gì nói xấu gì ba ba con? À dạ con đâu có nói gì đâu. Ủa mà ba ơi, ba ba là ba của con thiệt hả? Hả? Ôi tao với ba mày chứ ba ai hả? Trời con nó xong đây nó hỏi mình mấy điều kỳ lạ chứ trời. Trời tính ra mình đẹp trai thế này mà sao nhìn ba ba của mình lạ quá ta? À đúng rồi, đây là gia đình phép thuật mà chứ phải gia đình của mình đâu. Ok rồi, để mình xem thử. Ủa mà ba ba mới vừa chế được gì mà ba ba vui quá vậy? Trời đất ơi, ba vừa mới chế ra được cái lọ thuốc có thể gọi là phá nát luôn cả làng Hero Team. À nhầm, lộn. Đúng rồi, nói chung là một lọ thuốc sức mạnh. Ôi, cái gì mà thuốc có thể phá nát luôn làng Hero Team? Trời ơi, không được, mình phải ngăn cản việc này lại mới được. Mà khoan, trước khi ngăn cản thì mình phải kêu ba xuống ăn sáng cái. Không thôi, tí nữa mẹ mình quýnh mình luôn á. Okay. Ba ơi, mẹ kêu ba xuống ăn sáng kìa. Ủa gì xuống ăn sáng hả? Ủa tính ra mới nằm sáng, kêu xuống ăn sáng sớm như trời. Trời ơi, bây giờ là 12 giờ trưa rồi, ở đâu mà 5 giờ sáng? Giờ này trễ rồi 12 giờ trưa. Trời đất ơi, mình mãi mê gọi là nghiên cứu thuốc quá vậy mà mình quên mất luôn. Thôi được rồi con trai, đi xuống dưới ăn cơm ba nè. Thôi ba xuống trước nha. Dạ. Ba cứ xuống cái trước ba. Ê con mở cửa ba luôn nè, đi. Ủa rồi á, ngoan á, được á, dạ, biết dạ, điều á, dạ. Ba đi đây. Dạ. Ở sao mình nhìn thấy ba mình màu đen quá, nhìn cái tóc thôi, nhìn cái tóc của ba mình thôi là thấy ba mình màu đen rồi bạn ơi, đúng là gọi là chất chơi người dê các bạn ạ. Trời ơi. Thôi được rồi, bây giờ chắc mình cũng phải xuống dưới để ăn sáng cùng với gia đình này thôi bạn ơi. Đúng là gia đình phù thủy có nhiều điều kỳ lạ ghê luôn á. Nào là cái gì mà chế được thuốc phá hủy làng Hero Team, rồi em gái của mình á thì nằm ngủ mà bay lên trên trời luôn. Ghê thiệt, đúng là thú vị. Để mình xem coi còn những điều gì thú vị hơn nữa mình sẽ quay cho bạn xem nha. Ok đi thôi. Ủa mẹ ơi, tính ra là mẹ kêu rằng là cả gia đình mình xuống dưới đây để ăn sáng mà sao mà con thấy ở trên bàn không có gì hết trơn vậy? Con thấy có mỗi cây đàn cày à. Ủa bộ gia đình mình là gia đình phù thủy cho nên là chỉ ăn đàn cày sống qua ngày hả mẹ? Trời ơi, cái đứa con này nói gì vậy? Tính ra từ trời trước mình nhờ mama có bao giờ nấu ăn đâu con. Trời ơi, hôm nay con mình bị gì trời? Trời ơi, con mình này mất trí nhớ rồi. Muốn ăn sáng nhưng mà lại không nấu ăn. À vậy thì mình đi mua đồ ăn đúng không mẹ? Nếu mình không nấu ăn là mình đi mua đồ ăn đúng không? Trời đất ơi, con trai là con trai, chúng ta là gia đình phép thuật mà con. Chúng ta không cần mua hay cùng nấu gì cả, chúng ta chỉ cần dùng phép thuật. Úng mà làm phải là nguyên một cái bàn đầy đồ ăn hết trơn luôn. Gì mà ghê quá vậy? Đâu mẹ thử hóa phép con xem coi. Trời ơi, nghe lạ quá bạn ơi. Gia đình phép thuật biến ra được đồ ăn. Wow, hay thiệt. Đâu mẹ thử biến coi. Ok, để ta cho con xem phép thuật của ta nha. Úng ba la. Đúng rồi. Hiện ra. Wow, trời ơi, cái gì mà đỉnh quá vậy mẹ. Hồ biến cả thôi, biến ra nguyên một cái bàn thức ăn đầy ắp đồ ăn luôn bạn ơi. Nhìn nè, nào là pizza, mì gói, gà quay, bánh kem, coca, rồi thêm cả gì mật ong, rồi tùm lum bánh kẹo trái cây. Trời ơi trời, đúng là gia đình phép thuật. Hay quá. Tính ra là hồi xưa giờ là bọn mình đều làm vậy mà sao hôm nay con mình nó tỏ ra bất ngờ như vậy? Cái gì vậy? Dạ. Con ơi. Dạ không. Quen hết cho con hả? Không có gì đâu, do hôm qua con tập luyện phép thuật hơi nhiều cho nên hôm nay con hơi bị đản trí mà không có gì đâu. Ôi trời, hay trời quá bạn ơi. Đừng có quên là em cái gì phép thuật nước nha, anh mà quên là hỏng đó. Ok, yên tâm đi, anh hai sẽ đã hứa là anh hai sẽ dạy cho em phép thuật thì anh hai sẽ dạy. Mà mình cứ biết dạy đâu ta, tính ra là mình mới vô gia đình này có ngày đầu tiên mà. Thôi kệ đi. Ủa mà mama ba ba, vậy là mình có phép thuật thì mình biến ra cái gì cũng được đúng không? Đúng rồi, tất nhiên rồi. Hay quá vậy. Vậy thì ba ba ơi, con thì con cũng gọi là không có phải gọi là một con người tham lam hay gì hết trơn á. Con chỉ gọi là mê một cái chiếc xe gì ta, cái gì đó hiệu gì con bò. Ba ba nói cho con nghe nè, tổ tiên của chúng ta đã từng dạy chúng ta rằng đó chính là không được lạm dụng phép thuật con trai, có hiểu không hả? Nếu mà làm như vậy đó là điều tối kỵ, không được làm như vậy, hiểu chưa hả? Trời ơi, từ đâu mà con có cái suy nghĩ gì hả? Trời, nó mất dạy, trời ơi là trời. Ủa cái gì? Tính ra có phép thuật mà không được dùng lung tung hả? Gì chán vậy? Thôi con nói ba nghe nè, không có lung tung đâu. Thôi ba nghe về nha. Con biết con gì ta, loài người có một cái loại xe rất là xịn, cái xe có tên là Lamborghini á, cái xe đó xịn lắm. Bây giờ nha, ba chỉ cần dùng phép thuật biến ra nó thì con ba lái xe chạy trong làng Hero Team á. Trời ơi, mấy bạn nữ trong làng Hero Team nhìn bọn mình là mê liền luôn á ba. Trời đất ơi, bởi vậy mới bảo là không bà dạy con kiểu gì mà giờ nó hư tư tưởng của nó, rồi tư tưởng của nó lệch lạc rồi, nó nghĩ là
nó lấy phép thuật để nó đi làm những cái điều đó đó bà. Đúng rồi, con trai chúng ta là gia đình phép thuật gọi là danh giá mà, tại sao con lại dùng phép thuật một cách tào lao như vậy chứ? Đúng rồi, ba ba với mama có dạy là phép thuật là dùng để bảo vệ những người yếu hơn mình chứ không phải phép thuật để dùng đi khè người ta. Con trai, đây chính là em gái của con đã từng dùng phép thuật để cứu mạng người đó chứ không phải là như con đâu. Nếu dùng phép thuật để biến ba cái thứ tào lao, trời đất ơi, thất trời vọng, ơi thất vọng. Ba ba không biết gì hết trơn á. Bây giờ nè con nói ba ba nghe, ba ba biến là chiếc Lamborghini đi, xong con lấy chiếc Lamborghini đó hiểu không, con đi con chở mấy cái bạn nhà nghèo không có xe đi học đó, vậy là cũng là giúp đỡ rồi á. Nghe nó nói cũng hợp lý mà. Hợp lý mà đúng không? Nghe bây giờ hợp lý à. Còn không bây giờ nè, hai người quá ngồi vô đây. Còn không bây giờ nè, con nói ba nè, nếu như ba ba không cho con cái xe đúng không, thì bây giờ ba ba biến cho con gọi là trở thành tỷ phú đi, con có thật là nhiều tiền hiểu không, con sẽ đi giúp đỡ tất cả mọi người đó, hợp lý không? Tính ra con mình nó cũng hợp lý. Cái đấy là vi phạm vào quy luật của con người rồi, nhưng cái đấy mình không được phép là. Ủa thì mình đâu phải là con người đâu, cái đó là quy luật của con người, còn mình là phù thủy mà. Ôi trời ơi, trời đất ơi, tổ tiên của chúng ta đã dạy rồi, không được làm những cái điều đó. Nếu mà muốn kiếm tiền á, chúng ta phải kiếm tiền bằng chính sức lực của mình và chính sức lao động của mình, không có được làm như vậy, con hiểu không hả? Ôi trời ơi, tưởng gì, hóa ra phù thủy cũng chán phèo. Cứ tưởng là biến cái gì cũng được chứ. Mà thôi, nói chung là ba mẹ nói vậy thôi, con cũng hiểu rồi thôi. Nói chung là mình cũng chỉ có một ngày được làm phù thủy ấy mà, dù gì thì thôi kệ đi, một ngày cũng được. Thôi đây, ủa mà khoan, từ, ba mẹ ơi, tính ra là gia đình mình á có mỗi 4 người thôi, mà ba mẹ làm gì mà biến ra quá trời đồ ăn, mà còn nguyên cái bàn bự thù lù nữa nè, dư mấy cái ghế nữa nè, con có thấy cái gia đình mình còn ai ở đâu mà sao đông vậy? Ngày hôm nay á, ba ba đã mời tới một cái vị khách rất là đặc biệt luôn, cho nên là hôm nay á, ba ba đã gọi là chuẩn bị, mama đã chuẩn bị rất là nhiều đồ ăn nè, không còn chuẩn bị thêm một cái ghế nữa để chờ vị khách nó tới đó con trai. Hình như nghe tiếng chuông. Hình như là vị khách đó của chúng ta đã tới rồi sao á. Để con mở cửa cho, để con mở cửa cho. Đâu. À đây nè. Ủa Sammy. Ủa Sammy là khách mời của gia đình này sao? Ủa bạn có phải là Sammy không vậy? Ủa sao không biết tôi vậy? Ủa trời, sao tôi không biết? Trời ơi, bà hôm nay bà làm gì bà cũng được một ngày làm gọi là người ta sống trong gia đình phép thuật hay gì mà sao hôm nay bà cũng trở thành phù thủy vậy? Trời ơi, Sammy. Kỳ vậy ta? Ủa cầu lai vậy, sao cô biết tên tôi kỳ vậy? Chào cô chú à. Chào con, chào con. Trời ơi, khách quý nhà mình đó. Mời con rồi. Lấy nước cho khách quý uống rồi. Dạ. Trời ơi, không bộ gì lắm rồi. Là người mạnh nhất xứ sở thế phù thủy đấy con. Đây, để cô. Rồi, ngồi con. Trời ơi, mẹ ơi, mẹ làm vậy là không được rồi. Bên bàn này làm gì có đồ ăn, mẹ để cho bạn nữ này ngồi bên đây như vậy là không được, thấy không? Đây, bạn xuống đi. Xuống đi. Đây, để mình. Đấy, mình lụm cái ghế này, phải không? Đấy, rồi xong rồi, đây. Để mình để bạn ngồi kế bên mình này, phải không? Đó, ngồi kế bên mình đi, đó. Ngồi kế bên mình nhiều đồ ăn hơn. Qua đây ngồi bạn, qua đây. Cái gì vậy trời? Ủa môi con trai mình sao vậy? What the? Thôi bà cứ thông cảm cho nó đi, lâu lâu nó mới gọi là có khách quý qua đây nó phái. Không, làm gì có, con làm gì phái chảy nước miếng hồi nào, con chỉ muốn bạn ấy ngồi đây cho nhiều đồ ăn thôi mà. Ê bạn ăn mì không bạn? Đây mình lấy mì cho bạn ăn nha, mì cho bạn ăn nè, bạn ăn đi. Đồ cho ăn. Bạn ăn cái mì không? Đây. Để mình lấy mì của em mình cho bạn ăn luôn. Lấy mì của mẹ mình nè. Mì của ba mình đó. Ây da. Xin lỗi, giỡn. Con giỡn xíu mà ba căng quá. Trời đất ơi, đồ ăn của gia đình đó mà nó nói vậy đó. Trời đất ơi, thằng này nó cũng gọi là nó sim, nó sim vừa thôi. Trời ơi, sim gái dễ sợ không? Ơi, con chỉ giỡn xíu ba mẹ vui thôi, ba mẹ làm gì ghê quá. Thôi rồi, bạn ăn đi. Cảm ơn bạn nha. Trời đất ơi, Sammy á, con đi đường này tới đây mệt không con? Con đi đường dài mệt không? Dạ không sao bác ơi, tới thăm cô chủ là con vui lắm rồi. Giờ đây cô chú khỏe không? Trời ơi, khỏe như trâu luôn con. Yên tâm, phép thuật gọi là vẫn mạnh như ngày nào. Nói thiệt với con luôn á, là chú gọi là thích con lắm luôn á. Bởi vì con gọi là vừa xinh đẹp vừa tài năng nè. Chứ đâu có dư gọi vô dụng như con trai của bác đâu. Có gì con chỉ bảo nó nhiều nha. À cái gì vậy ba? Ba nói gì vậy? Con giúp đỡ gọi là con trai của cô nha. Trời, ba mẹ nói gì kỳ vậy? Tự nhiên ba mẹ nói vậy con ngại quá. Nói gì kỳ quá. Con dù gì cũng là gọi là con trai của ba mẹ phải gọi là những gì ta nói gì đó cho con gọi là sao ta tự hào vậy con, chứ ba mẹ nói vậy con quê quá. Tao gì mà tự hào? Suốt ngày nằm ngủ 12 tiếng ngày. Dùng phép thuật, người ta dùng phép thuật để cứu người, còn con á là con dùng phép thuật để biến ra tiền nè, biến ra siêu xe nè, đó con thấy được không hả? Học hỏi bạn Sammy tí đi.
Rồi rồi con biết rồi mà, mệt quá rồi. Thôi ba mẹ nói quê quá rồi. Thôi em gái qua kia ngồi đi, cho anh hai ngồi đây, anh hai quê quá. Mày không, em thích ngồi cạnh mama còn em không thích ngồi chỗ khác đâu. Anh đi đây mà chị. Rồi ok thôi, xịt qua bên ngồi bên luôn, không thấy. Thôi qua bên đây ngồi đi, không ngồi chỗ mọi người ở đâu quê. Trời đất ơi, nhỏ nó quê kìa. Không thôi, tôi xin mời cả nhà nhập tiệc nha. Mời cả nhà ăn nha. Hai chị biến ra thức ăn ăn một mình đi nha. Ê mọi người cho con tô mì chứ con qua đây con ngồi có mình không có gì ăn hết à. Ủa con qua đó ngồi mình mà con ơn quá à. À tôi xài đó nghe chưa, để cho nó ngồi đó đi, nó tí nữa nó đói nó cũng quay lại đây ngồi à. Nói rồi, cái này là con nể lắm con mới quay lại nha. Ủa chứ không phải là con đói đâu nha. Thôi cả nhà mình ăn nha, cả nhà mình ăn nha. Thôi ăn đi, ăn nha cả nhà. Trời ơi no quá trời quá đất luôn á. Mẹ ơi con phải công nhận rằng là mẹ nấu đồ ăn ngon. À nhầm, mẹ biến ra đồ ăn ngon ghê luôn á mẹ. Như là đầu bếp thế giới vậy. Trời ơi hôm nay nấu đồ ăn ngon quá bà ơi. Thôi được rồi cả nhà của chúng ta ơi, bây giờ á đồ ăn cũng đã ăn rồi. Bây giờ tôi nghĩ là chúng ta nên đi ra ngoài để luyện tập phép thuật đi. Mọi người thấy sao? Hả? Luyện tập phép thuật. Wow, nghe vui quá ta. Mình cũng muốn thử luyện tập phép thuật mấy bạn ơi. Ủa, nhưng mà giờ mình đi đâu ba? Thì bây giờ mình đi xuống dưới rồi. Con xuống dưới luyện tập phép thuật rồi con trai. Đây. Đi thôi nào. Ủa, mà đi đường nào? Đi đường nào? Đây. Hả? Yeah. Hả cái gì? Trời đất ơi. Ê. Ui, từ ba mẹ ơi, con nói ba mẹ nghe nè. Cái chỗ này cao lắm luôn á. Nhà của mình á thì đang là cái ngôi nhà bay ở trên trời. Mình mà rơi xuống dưới đó là chắc chắn là mình sẽ bị gãy chân luôn á. Ba mẹ nghĩ sao xuống đó được? Trời ơi, cái thằng này nó nói gì vậy bà? Tính ra là bình thường á là mình đã dạy cho nó bao nhiêu lần mà hôm nay nó cũng không nhớ luôn. Ủa chứ sao? Con trai ơi, chúng ta là gia đình phép thuật mà. Chúng ta đâu phải nhảy xuống như những con người bình thường đâu con. Chúng ta phải làm gì đôi? Là chúng ta phải dùng đôi cánh. Bây giờ để ba biến thành đôi cánh nè. À lộn, để ba gọi là xuất biến đôi cánh xuất hiện sau lưng ba nè. Úm ba là a ba là cháp, ta cùng kêu vũ đi ba bò. Đâu cánh đâu mẹ cái đất cao đấy hả? Trời ơi ba mình men quá. Trời ơi con trai mà dùng cánh bướm bướm gì? Con trai sao không dùng cánh bướm bướm hả? Trời ơi nó khinh tôi rồi bà. Ủa anh trai ơi gì đâu? Hả tính ra mọi lần anh cũng dùng cánh bướm bướm mà sao bây giờ anh chê hả? Ủa vậy hả? Ủa bình thường anh cũng dùng cánh bướm bướm hả? Anh đâu biết đâu. Ủa rồi còn em với lại mẹ thì sao? Hả? Đây mẹ cũng vậy. Trời ơi, mọi người ai cũng có cánh hết trơn á, xịn quá vậy. Ủa, còn Sammy thì sao? Còn tôi hả? Tôi cũng biết được cánh nè. Ấm lại xịp bùa. Ui, trời ơi, cánh màu trắng. Trời ơi, Sammy nhìn mấy ngầu nè, còn gia đình mình nhìn kỳ quá. Ủa, gì kỳ vậy? Anh biến thử coi, anh biến. Trời ơi, anh có phép thuật mà, chắc chắn mình có phép thuật thì mình cũng biến được các bạn ơi, bạn coi mình nha. Mình là cánh hiện ra. Hay à. Ui, hình như mình biến được cánh nè bạn. Đây cánh của mình. Trời ơi, ông ơi. Bao nhiêu công sức tôi chỉ đó gọi là học phép thuật mà bây giờ nó biến được cái cánh phèn chúa trời. Ủa trời. Cánh này cánh gì vậy ta? Ủa sao tự nhiên gia đình mình biến ra cánh bự lắm mà sao cánh con bé tí tẹo à? Gì vậy? Ủa gì có bay được không ta? Ủa đâu giờ ba mẹ thử bay cho con xem coi. Rồi. Nhìn qua nè, alo. Đây nhìn em của con trước đi. Em con nè, không? Nhìn tuy nhỏ nhưng phép thuật cực kỳ đỉnh. Em. Trời ơi, đúng rồi, phép thuật đẹp hơn anh cơ mà. Ê khoan, đích đến là đâu vậy ba má? Hả? Con cứ bay vòng vòng ở đâu đó cũng được. Đấy, bay xuống dưới là được. Trời ơi, bay lên. Đúng rồi. Wow. Trời ngầu dữ vậy trời. Ngầu quá vậy ta. Đâu bây giờ tới lượt ba ba với mama bay thử coi. Sammy cũng bay thử. Bây giờ tôi bà nhảy xuống cùng lúc luôn nè. Ok. 1, 2, 3. Trời ơi, mọi người ai cũng bay được hết các bạn ơi. Ngầu quá trời ngầu luôn kìa. Ok, thôi, để mình bay thử các bạn ơi. Nhìn cái cánh của mình có vẻ nó hơi bé thôi. Chắc chắn cũng phải bay được chứ. Ok. Ơi bay lên, bay lên, bay lên, bay lên, bay lên. Trời ơi. Ủa, trời, đây là đâu? Ủa, chỗ này là chỗ làng Hello Team mà. Trời mấy bạn ơi, vậy là coi như là mình sử dụng cánh mà mình bay không được. Cho nên là mình đã quay trở lại thành thế giới bình thường rồi các bạn ơi. Ủa khoan từ, vậy còn gia đình mình đâu ta?
Ôi, rồi xong luôn. Được một ngày làm con của gia đình phép thuật xong cuối cùng bay không được cái đầu xong rồi bây giờ quay trở lại thành người bình thường luôn bạn ơi. Vào lại trong làng Hero Team luôn rồi. Mà cái cánh của mình phèn dữ ta vậy mà cũng không bay được. Bay lên, bay lên, bay lên. Rồi, bay không được bạn ơi. Cánh này chắc là cánh để cho mấy bạn đeo vô để tập múa rồi, chứ không phải là mấy cái cánh để bay được rồi bạn ơi. Trời ơi là trời. Thôi, nói chung là không sao. Dù gì thì mình cũng đã có một ngày rất là đặc biệt với gia đình phép thuật. Hey, thì các bạn có cảm thấy thích gia đình phép thuật này hay không thì bạn hãy nhớ bình luận ở cho mình biết nha. Hey, chứ bây giờ mình nghĩ rằng là chắc là video của nó này cũng đã rất là dài rồi, thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như bạn thích video này, đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy ở bên kênh của tất cả thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Tạm biệt.